iPhone 6S mà khi mà các bạn vào cái ứng dụng camera chính của cái máy á, mà camera sau nó đang hơi lui hoặc là nó báo lỗi đèn LED chụp không được, các bạn chuyển qua camera trước chụp bình thường thì các bạn có thể thay thế thử cái camera sau á. Còn trường hợp hai camera mà cùng lỗi là nặng rồi, các bạn thay thế camera sau cũng không có hết đâu. Đầu tiên vào thì chúng ta sẽ tháo hai con ốc đít của iPhone 6S ra, nó là sử dụng ốc hình ngôi sao á. Sau đó thì các bạn sẽ sử dụng những cái tool dao lam cũng được, ở đây mình sử dụng cái nhíp á, mình mài cho nó mỏng ra, sau đó mình uốn cong lại để các bạn vuốt vuốt nhẹ cái lớp keo dán trên cái ro màn hình á. Ở từ 6S trở lên thì iPhone họ Apple họ có dán nhẹ vào cái ro màn hình, thứ nhất là để chống nước, thứ hai là để làm bảo hành đó các bạn. Máy các bạn dù mà vô hãng mà họ mở ra không thấy lớp keo này, nghĩa là họ biết cái máy các bạn đã bị mở ra rồi. Thì trên thị trường nó cũng có bán những cái keo để sau khi chúng ta mở chúng ta dán lại, nhưng mà nó cũng không có được như là cái lớp keo zin này. Các bạn vuốt nha, vuốt nhẹ thôi, vuốt chứ các bạn đừng có nạy, các bạn mà nạy là nó bể mặt kính á. Các bạn vuốt khi mà nó hết cái lớp keo là ok. Hoặc là các bạn có thể sử dụng máy sấy sấy cho nó mềm keo ra, hoặc là các bạn có thể sử dụng xăng thơm cũng được. Còn nếu mà làm quen thì các bạn chỉ việc làm giống như mình thôi, sử dụng cái nhíp các bạn mài mỏng ra, sau đó các bạn vuốt, không có chày máy, không có chày sườn đâu, đừng sợ. Sau khi các bạn dỡ màn hình lên thì các bạn sẽ tháo hai cái con ốc nó nẹp cái siêu pin lên. Rồi, tiếp tục. Trước khi các bạn tháo bất kỳ một cái gì đó trên cái main này, trên một cái món đồ điện tử thì các bạn nên cách ly cái pin nha các bạn nhớ nha, cách ly cái pin ra. Rồi, sau khi cách ly pin ra thì các bạn tiếp tục tháo tiếp bốn con ốc nó nẹp, nó giữ cái siêu của cái những cái socket màn hình rồi nút home rồi dây cảm biến nữa. Lấy cái nẹp sắt ra để gỡ cái dây này chính là cái dây tút 3D và home nè. Rồi dây này chính là dây cảm biến camera trước loa. Các bạn dở bên này không được thì các bạn đưa qua kia bằng dở, chứ đừng có thọt vô nha. Dở cuối cùng là dở cái dây màn hình. Sau khi các bạn tháo cái cụm màn hình ra, các bạn sẽ thấy được cái camera của nó. Nó nằm ở trên góc phải màn hình nè các bạn. Các bạn sẽ mở hai con ốc ra để lấy cái siêu nó đè camera ra. Cái siêu này nó giúp định vị cái camera để khi các bạn chụp hình quay phim nó không có bị rung rung cái màn ảnh đó. Hoặc là nó lấy nét không có tốt đó, thì cái siêu này là cái công dụng của nó là vậy. Sau khi các bạn tháo hai ốc ra thì các bạn gỡ nhẹ là ra cái siêu này. Khi mà các bạn đi sửa điện thoại á, các bạn ký tên lên cái bớt dây á, chứ bạn đừng ký tên lên cái siêu. Các bạn thấy mình tháo siêu ra mình thay thế đơn giản không? Rồi, sau khi mà thay thế camera, nếu mà camera bị bụi hay gì đó thì chúng ta có thể vệ sinh cái ống kính thôi, lấy miếng bông gòn chùi nhẹ cái hết bụi là xong, gắn camera cũ vào. Còn nếu trường hợp mà cái camera nó hư thì chúng ta thay thế camera khác. Đồ của iPhone thì camera đa số là camera zin không à, ít có hàng linh kiện lắm các bạn. Camera zin nó cũng không có mắc bao nhiêu đâu, nên thay tốt nhất thay zin. Trường hợp mà đồ zin không có thì chúng ta mới tiến hành chúng ta thay thế hàng linh kiện thôi. Thì các bạn thay thế camera gắn gắn cái socket vào trước nha, gắn vào trước rồi hãy gắn cái siêu vào để tránh cái trường hợp nó bị lệch á. Nó bị lệch cái cọng dây các bạn gắn mà kéo ra nhiều khi xui xui đứt dây hư camera nữa thì tốn tiền mua camera khác. Và các bạn siết hai con ốc này lại là xong rồi đó, và các bạn gắn màn hình vào các bạn thử. Tại do clip này clip mình hướng dẫn tháo ráp nên mình không có quay cái clip thử, nó sẽ lâu lắm, lâu tốn thời gian lắm. Trước khi các bạn ráp vào các bạn phải thử gắn socket màn hình, nói chung gắn đầy đủ vào thử một cái ok bắt đầu mới siết ốc vào. Trước khi ráp màn hình vào cái main đó thì chúng ta quan sát xem trên những cái socket đó nó có bị dơ, có bị những cái gì nó vướng không. Nếu có thì các bạn dọn dẹp sạch sẽ hết trước khi gắn vào. Thì ở iPhone 6S này các bạn gắn socket vào, đầu tiên các bạn sẽ gắn cái socket tút 3D trước. Cái socket này quản lý cái phần tút 3D với lại nút home của chúng ta vân tay. Các bạn mà gắn cái socket màn hình vào trước đó, nó sẽ bị vướng không có gắn được đâu. Rồi sau đó các bạn mới gắn tiếp socket màn hình cảm ứng vào. Màn hình và cảm ứng ở 6S nó sẽ chung một bớt dây các bạn, nó không có còn tách rời ra như phần 6 nữa. Sau đó các bạn gắn cái dây cảm biến ra vào. Rồi, thì bây giờ các bạn sẽ tiếp tục gắn cái siêu sắt chèn lên. Cái siêu này nó giúp định vị những cái tiếp xúc cho nó chắc chứ không có gì đó, để sau này các bạn có lỡ làm rớt nhẹ nó cũng không có bị bung lên. Rồi các bạn lưu ý ha, những cái ốc ba con ốc màu đỏ đó là những cái con ốc mà ngắn nhất á, các bạn đừng có siết sai ốc nha, siết sai ốc là nó gây có thể chết men luôn á. Sau khi các bạn siết vào thì chúng ta bật lên thử em nó có lên lên được màn hình hay chưa. Rồi nếu lên rồi, ở đây máy này bị hết pin thì chúng ta gắn tiếp cái siêu pin lại và gắn hai con ốc vào cho nó. Giờ chúng ta tiếp tục đẩy cái màn hình vào. Các bạn chú ý ha, khi mà đẩy màn hình vào các bạn không phải là đè xuống đâu nha, ở trên nó có cái gờ cái rãnh á, các bạn đưa đưa ở dưới, các bạn sẽ đẩy nhẹ cho nó vào cái rãnh đó, xong đó các bạn mới bóp hai bên lại. Rồi. Và siết hai ngóc đít lại nữa là xong. Như vậy mình sẽ tạm dừng cái video clip ở đây các bạn ha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Chào các bạn, chúc các bạn thành công.